Mến chào quý khán giả đang theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp thực hiện. Mở đầu là các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức buổi tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3, bão Yagi. Tại buổi tiếp nhận, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc đã trao bản tượng trưng với tổng số tiền ủng hộ trên 8 tỷ 500 triệu đồng. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp về việc vận động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 3, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp đã đề nghị các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tham gia ủng hộ ít nhất một ngày lương. Đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp khuyến khích tham gia ủng hộ một ngày lương. Riêng đối với công nhân lao động trực tiếp sản xuất, tùy vào điều kiện, đóng góp trên tinh thần tự nguyện. Thời gian vận động đến hết ngày 5 tháng 10 năm 2024. Số tiền vận động được của đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp sẽ chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để chuyển về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định. Sở Tư pháp phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024. Cuộc thi được tổ chức qua 2 vòng, trong đó vòng thi tuần diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 năm 2024. Cá nhân thi trực tuyến trên website tìm hiểu pháp luật 2024.com.vn. Sau vòng thi tuần, ban tổ chức chọn mỗi cụm 2 đội để tham dự vòng chung kết với 2 phần thi trắc nghiệm và xử lý tình huống, dự kiến sẽ diễn ra vòng ngày 1 tháng 11 năm 2024. Cuộc thi năm nay được đổi mới hơn với phần thi đối đầu hùng biện qua các phần xử lý tình huống của vòng chung kết sẽ góp phần khơi dậy tính sáng tạo, nhạy bén, rèn luyện kỹ năng trong việc xử lý các tình huống pháp luật. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024 nhằm hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Qua đó cung cấp kiến thức pháp luật mới, xây dựng thói quen chủ động học tập, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên và nhân dân. Thưa quý khán giả, thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên lâu nay được xem là vấn đề khó thực hiện đạt chỉ tiêu, bởi nhiều lao động còn tâm lý e ngại khi vào tổ chức này thì mình có nghĩa vụ trách nhiệm nhiều hơn quyền lợi. Tuy nhiên tại Đồng Tháp nhiều năm qua, bằng những hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất tinh thần, công đoàn đã thực sự trở thành mái ấm, là chỗ dựa vững chắc và thu hút ngày càng đông người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn. Đáng ghi nhận, công tác phát triển đoàn viên cũng như thành lập công đoàn cơ sở tại các đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước luôn đạt vượt chỉ tiêu trên giao. Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp hiện đang quản lý 16 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, gồm 12 liên đoàn lao động huyện, thành phố, 3 công đoàn ngành và công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế, 21 công đoàn cơ sở trực thuộc, với tổng số 1.373 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn và 88.000 trên 90.600 đoàn viên công đoàn. Công đoàn cơ sở khu vực nhà nước 1.095 đơn vị, công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước 278 đơn vị. Thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn giai đoạn 2023-2028. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2023-2028. Trong đó, chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khẩn trương củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo cấp mình, triển khai thực hiện các giải pháp tích cực, tuyên truyền vận động kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo phân bổ chỉ tiêu thuộc cấp mình được giao. Kết quả trong 8 tháng năm 2024, các cấp công đoàn trong tỉnh Đồng Tháp đã phát triển mới trên 7.600 đoàn viên. Đáng chú ý là công tác phát triển mới công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, khu vực ngoài nhà nước theo chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn giao đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó thành lập mới 20 công đoàn cơ sở, khu vực ngoài nhà nước. Có 15 trên 20 đơn vị có từ 25 công nhân lao động trở lên, thành lập 9 trên 3 nghiệp đoàn khu vực phi chính thức, đạt trên 300% so với chỉ tiêu.
Ngay từ đầu năm thì công đoàn khu công nghiệp được Ban Thường vụ Liên đoàn tỉnh giao chỉ tiêu là phát triển 2.000 đoàn viên mới. Công đoàn các khu công nghiệp cũng có đưa ra nhiều giải pháp để phát triển đoàn viên đạt chỉ tiêu cho năm 2024, đó là giao nhiệm vụ cho từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên chấp hành, ủy viên của Ban Kiểm tra, công đoàn của khu công nghiệp phụ trách tại cái doanh nghiệp mình đang làm việc, tăng cường tuyên truyền vận động để người lao động hiểu rõ hơn về cái gia nhập tổ chức công đoàn và rà soát lại các doanh nghiệp để kết nạp số đoàn viên còn lại trong thời gian tới, và cũng tăng cường công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, mà để người lao động thấy rõ cái tổ chức công đoàn là người bạn đồng hành với người lao động để người lao động viết đơn gia nhập vào tổ chức công đoàn. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở luôn có sự quan tâm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể và chính quyền đồng cấp. Các cấp công đoàn nhận thức được công tác phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là nhiệm vụ sống còn của tổ chức công đoàn. Trong tổ chức thực hiện, có bám theo chương trình kế hoạch của công đoàn cấp trên, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, quan tâm đầu tư kinh phí và bố trí cán bộ thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Số lượng và chất lượng hoạt động của các công đoàn cơ sở được nâng lên, nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn từng bước được đổi mới, phù hợp với từng loại hình cơ sở. Nhiều công đoàn cơ sở doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả là chỗ dựa cho người lao động, đoàn viên. Người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng quan hệ lao động ngày qua, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Song song đó, nhận thức của chủ sử dụng lao động và người lao động được nâng lên. Người lao động đã tự nguyện gia nhập công đoàn. Nhiều chủ doanh nghiệp đã quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện cho công đoàn cơ sở hoạt động. Quyền và lợi ích của người lao động được quan tâm. Có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đoàn viên, công đoàn cơ sở và doanh nghiệp khó khăn, góp phần đảm bảo việc làm, đời sống, thu nhập của đoàn viên, người lao động. Lúc trước là chúng tôi là lao động tự do, còn bây giờ là nhờ có công đoàn, anh em công đoàn các khu công nghiệp á, kết nạp vào công đoàn, chăm lo là cho anh em có công việc ổn định. Thứ nhất với cuộc sống kinh tế gia đình này kia rồi cũng khá giả hơn. Nói chung là trước nay thì tôi làm hiện giờ là bốc xếp lao động tự do của dịp tháng này. Nhưng mà cái về thu nhập á, thì nói chung bữa nhiều bữa ít. Hiện nay thì tôi có tham gia vào công đoàn, nhờ bên công đoàn cải thiện cho đời sống của anh em chúng tôi sau này có công ăn việc làm ổn định hơn. Có thể nói, bằng sự chủ động tích cực, công đoàn Đồng Tháp đã có những sáng tạo trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động. Từ đó, thu hút ngày càng đông lực lượng lao động tham gia vào tổ chức công đoàn. Trong đó, chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn được xem là phương thức đổi mới hoạt động của các cấp công đoàn hướng mạnh về cơ sở. Đến nay, đã có hàng trăm đơn vị doanh nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác với các cấp công đoàn, với hàng trăm ngàn lượt đoàn viên công đoàn được thụ hưởng các chính sách ưu đãi khi mua sắm hàng hóa, sử dụng dịch vụ. Bên cạnh đó, hàng năm, công đoàn còn tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về các khu công nghiệp cho công nhân mua sắm vào các dịp lễ Tết, tổ chức các phiên chợ không đồng, mở cửa hàng phục vụ cho đoàn viên và người lao động tại các doanh nghiệp. Đặc biệt, trong năm 2024 này, thực hiện chương trình bữa cơm công đoàn theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đến nay, Đồng Tháp đã có 39 đơn vị doanh nghiệp tổ chức chương trình ý nghĩa này với trên 13.000 đoàn viên, người lao động tham gia. Tổng chi phí tổ chức bữa cơm công đoàn hơn 550 triệu đồng. Trong đó, tổng kinh phí các công đoàn cơ sở hỗ trợ thêm suất ăn hơn 170 triệu đồng. Người sử dụng lao động hỗ trợ thêm ngoài suất ăn bình thường trên 120 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong tỉnh còn lồng ghép với chương trình bữa cơm công đoàn, tổ chức kết nạp mới hơn 900 đoàn viên công đoàn, trao tặng gần 3.500 phần quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 1 tỷ 200 triệu đồng. Tổ chức sinh nhật cho 1.724 đoàn viên, gần 122 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 2 mái ấm công đoàn trị giá 110 triệu đồng. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy vai trò của ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong việc thường xuyên cập nhật, phản ánh tiến độ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở,
tổ chức khảo sát, làm việc với một số đơn vị về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nắm chắc và phản ánh kịp thời các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh để hướng dẫn chỉ đạo. Các công đoàn cơ sở tập trung tuyên truyền, vận động người lao động chưa phải là đoàn viên công đoàn tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn, tổ chức kết nạp đoàn viên, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở. Đại diện cho người lao động ký thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo hài hòa về quyền, lợi ích, trách nhiệm giữa doanh nghiệp và người lao động, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tại nơi làm việc. Chương trình kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.